Có thằng chó nó soi đều tao. Ý. Mày thích soi đều không? Chúng mày có vấn đề về quang học à? Tao đang đi phượt, nhìn núi, nhìn cây. Mày có giỏi thì đánh tao đi. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Thứ đàn ông đánh vợ rồi chơi với 2S đây thì phải đi make up lại nhân phẩm đấy. Mày lên đây trêu gái chứ vật cái gì? Trong tôi có đủ 200.000 không? Nhưng mà tao có trái tim, có mày có gì? Chúng mày thả tao ra, nhà còn bao việc. Thổ cầm Đức, kiêng Pháp, nhẫn Italy. Mày chỉ là một thằng rich kid, còn tao là một người đàn ông. Trong bát phở của tao, lúc nào cũng có hành. Mày đừng có mà bố lão. Từ ngày thấy A Phủ, mị bỗng muốn đi chơi. Trên thế gian chỉ có hai người không thể múa quạt là Doraemon và mị. Mị nhớ những festival EDM đẳng cấp, những màn rap battle, những trận đấu b-boy nảy lửa của đám trai bản. Mị còn trẻ, mị muốn đi chill. Tao là con báo đen to nhất vùng. Mày quỳ xuống, rồi tao tha chết cho. Môi nẻ thế nhỉ? Đàn ông tốt, chết hết rồi. Xem phim Hàn Quốc ít thôi. Đi rửa bát đi. Nếu có nắm lá ngón trong tay, tao sẽ đút thẳng vào mồm hai bố con chúng mày. Tiền của bố tao không phải là để cho mày son son phấn phấn. Chị em lừa mà. Lại bắt đầu hội chứng thích ăn đòn rồi đấy. Mày chỉ là một ngọn cỏ ven đường, quanh năm người cứt chó, với thế nào được mê như tao. Này thì mây này. À bố yêu, sao mị láo thế? Nếu nó tỉnh dậy thì sao? Xua tan một ít mây mù ấy mà. Mình đi thôi A Phủ. Này, huấn râu gì vừa bị người ta bế đi rồi đấy. Thế thì liên quan cho gì đến tôi? Kỳ nghe đâu cũng chơi chất kích thích giống anh đấy. Tôi thề tôi không bao giờ chơi chất kích thích. Anh bình tĩnh, mà anh phải biết tu trí chứ, phải biết cần cù bù siêng năng chứ. Thế cũng đầu tư cho tôi con đề. Chúng nó bây giờ toàn đi xào rau cần với gặm cỏ hết rồi, mà anh vẫn trung thành với bộ môn mai thúy đá à? Mày nói hơi nhiều chứ đấy. Bố mày lại bẻ mẹ mày gậy đi bây giờ. Không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt thôi. Mẹ cha con, sao mày cứ trêu bố mày suốt thế? Mày yêu bố mày? Con chó này, mày dám láo với cụ à? Mẹ, bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi, bỏ đi mà làm người. Cái loại rách như mày thì có mời cũng chẳng ai thèm vá đâu. Thôi, hai thằng chúng mày tàng hình đi, để bà con lên nghìn chín. Nó giả vờ chảnh chó để thả thính anh đấy. Hãm. Loại con gái mà nghiện trà sữa, thích đu đưa như mày, có chó nó lấy. Thôi.
hút tiếp đi, còn mấy cái ống nước chưa sửa đấy. Ôi trời ơi, giờ này còn ngồi học à? Thằng Bá Kiến nó báo với quan trên lanh đập đá đấy. Anh có chơi đá bao giờ đâu. Nó còn có cả cái cống của anh kia kìa. Anh là hay nói đạo lý lắm anh Chí ạ. Thôi trả tôi tiền cháo đây. Thôi, nợ để cho tôi học. Tí tôi còn phải sang nhà ông giáo để phản biện một số vấn đề với Lép Tolstoy. Hình vuông là bố của hình chữ nhật. Quỳ tím sẽ trở thành quỳ xuống nếu gặp một phản ứng hóa học khó đỡ. Bùi em đi đâu đó? Em ra Nội Bài lấy mấy kéo phao, cả nhà mình bơi qua sông Mê Công rồi trốn sang làng. May cho cái ánh viên là em lấy chồng rồi đẻ con đấy. Thuốc thơm phết nha. Đấy là kali cyanua, một tổ hợp chất trong của kali. Nó có thể giết cả con voi, nữa là một con kiến như... À! Tôi có nghe kể về profile của nó. Cơ trưởng Nguyễn Thị Tý, tốt nghiệp tại Đại học Bôn Ba, làm điệp vụ hai mang tại bang tổ lái, phái đua xe, loạt đình đến 99%. Nó là điển hình của một đứa trẻ châu chính hiệu. Cánh paparazzi kháo lên rằng tôi bị ngáo đá nên mới hại Bá Kiến. Nhưng sự thật là tôi bị ngáo sự lương thiện. Tí, ra đây thầy bảo. Dạ. Thầy bán con cho nhà nghị quế nhé. Con ở nhà với thầy Vu cơ. Đấy, nó có nghe lời tôi đâu. Phải bán nó thôi bố em mà. Sau khi bán con bằng một má cáp cha, chị dậu đủ tiền trả nợ, rồi chị định mở một quán tà tưa nằm ở trên đường Ô Chợ Dừa. Nhưng lũ mọt dân nào có chịu để yên cho chị. Thôi, cái tí ngoan sang đấy rồi có mà xem YouTube cả ngày. Thế thầy vui vẻ là con nào cho con. Dậu. Thằng Dậu đâu? Bảo sao cậu vàng ăn uống hút chích khỏe thế. Cậu vàng nhỉ? Sao trông nó lại như thế này? Làm sao? Ông đã nhìn thấy cậu vàng ngoài đời bao giờ chưa? Luật làng là phải chơi theo format của cụ Lý. Trả tiền đi, không cho ném cứt vào bể nước nhà mày đấy. Ấy, sao bác nhảy vào bể nước nhà em thế? Mẹ cha con gà mái này, mày mổ nhầm cái gì mà mày láo thế à? Cuộc sống giống như một điệu nhảy tango. Tao lùi một bước thì mày chỉ được tiến một bước. Nhưng nếu mày tiến hai bước, mẹ mày! Các múi cơ mặt đang phản bội mày. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là mày đang nói dối. Hai là mày đang nói dối nhiều lần. Này chị ốm này. Mày dám đánh người nhà cụ Lý à? Tao sẽ điều cả nhà mày ra KFC. Mẹ con chó, mày ăn nói cho cẩn thận. Cái loại chó mà suốt ngày đòi ăn pate, uống sờ tinh như nó thì nuôi làm gì? Loại nó mà cũng đòi đóng phim. Mẹ mày! Tôi, Hạc đây. Cậu vàng đi đời cho ông giáo ạ. 5.000 đô. Cũng là hóa kiếp cho cậu vàng. Mong kiếp sau nó được làm kiếp con người. Biết đâu nó lại được sang Nhật Bản đóng phim thì sao?